Hello anh em, đây là lần đầu tiên mình dồn tổ ong Ý cùng với tổ ong nội địa thành một nha anh em. Anh em có thể xem cái con ong đực của con ong Ý này, có con màu vàng, có con màu đen, to bằng cái ngón tay út luôn anh em. Thì kết quả như nào thì anh em cùng đón xem ở video tiếp theo nha. Để xem ngày mai cái con ong Ý này và cái con ong nội địa mình sẽ có, nó có đi lấy phấn cùng lúc không. Này mình dồn bằng khối, có con nó vẫn chưa, lúc mà dồn bằng khối nó bay ra cho nên chưa đồng mùi hẳn, có con nó vẫn bị cắn nhau này, nhưng ít thôi. Tại vốn dĩ cái ông tổ này ghép tổ kia nó đã khó rồi mà còn ghép hai loại ong khác nhau thành một nữa anh em. Con ong nội địa mình là cái loại con nhỏ nha, còn con ong Ý kia là to lắm. Ông Ý là ông họ nuôi trang trại lớn anh em. Anh em cùng đón xem video tiếp theo nha. Xem cái tổ ong này có thành gì không. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ ngày mình dồn cái đàn ong Ý vào cái thùng ong nội địa nha. Anh em cùng xem kết quả như nào nha. Đây. Đấy, anh em thấy ong Ý nó đi lấy hoa không? Đi thôi chứ chưa thấy về nha. Có hai con ong Ý to ở đây đứng quạt cánh dưới cửa thùng nè. Này con ong Ý nè, con ong Ý vàng mới chui ra rồi chui lại. Hôm qua là mình thấy có con nó tha phấn về rồi. Ngay giờ mùa này là bắt đầu vào ế, anh em thấy con ong Ý chưa chui vào. Đấy, có ong Ý, có cả ông địa. Mấy con ong Ý vàng nhìn to ghê ha. Mùa này thì đấy, vừa mới có một con ông Ý tha phấn vàng về á. Mùa này thì hầu như là ông ít na phấn hơn là lấy mật rồi. Tại mùa này vào mùa mật rồi. Chỉ có tổ ong nào mà kiểu mới bắt về á, nó mới xây sáp đẻ nhộng non á, thì nó mới lấy phấn hoa về cho con ong non nó ăn thôi. Đấy, hai con ong Ý vàng. Đấy, con ong nội địa giờ mới tha cái phấn vàng ươm vô. Như vậy là thành công rồi nha anh em. Dồn một thùng để xem chơi thử thôi. Còn ở đây nè, đây thùng ong nội địa. Sáng nó hoạt động nhiều ghê. Đấy, anh em thấy không? Cái thùng ong nào mà kiểu nhộng con nó nhiều quá là nó tha phấn nhiều, về nhiều. Còn thùng nào mà kiểu đẻ ít rồi, kiểu mà lấy mật rồi là nó không na phấn nữa. Nó chủ yếu đi lấy mật về đắp vào thôi. Bây giờ thì vào vụ mật rồi đấy. Phấn vàng này là hoa gì ta? Hoa cái gì mà phấn vàng này? Cái chân chim mà. Không phải. Đây. Hầu như sáng nay thùng nào cũng hoạt động mạnh cả. Đấy. Đứng trước thùng thôi mà nghe nó bay ù ù luôn. Báo hiệu cho một mùa mật đẹp. Anh xem cái tổ này nè. Ra vào tấp nập luôn. Rồi. Quay thế ra. Như vậy là cái thùng ong Ý gộp vào chung với thùng ong nội địa là thành công rồi nha anh em. Rồi, ok. Cảm ơn anh em đã xem clip này nha. Đây, thùng ong Ý đây.